từ đêm qua anh rất là trằn trọc và không thể ngủ được, và sáng nay đã phải dậy rất là sớm để có thể chuẩn bị mở máy tính ra và cứ ngồi nhìn đồng hồ từng giây từng phút một ạ. Ui, văn 9,5. Kiểu đúng là trong mong đợi của con là sẽ được như thế ạ. Bây giờ em phải gọi ngay cho bố để báo tin ạ. Với số điểm 25,5 khối D01 toán văn anh này thì em mong muốn là có thể xét vào được trường Học viện Báo chí cùng với nhiều ngành em mong muốn ở trong đấy. Uống nghẽn mạng. Hồi hộp và rồi có chút thất vọng cũng là tâm trạng của nhiều thí sinh khác. Biết kết quả, các em phải tính toán lại việc sắp xếp nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học. Điểm 24 của em nó ở mức khá là giữa, túc đầu thì không với tới nhưng mà chỉ đỗ được những trường ở tầm giữa rồi. Phổ điểm này thì em thấy là có vẻ tăng hơn so với năm ngoái, có môn toán là có vẻ thấp hơn rồi, còn lý hóa thì cũng khá là cao. Em đang xem xét lại nguyện vọng và đặt một số trường điểm thấp hơn và khả năng đỗ ở dưới để chắc chắn là mình không trượt đại học. Chuyên gia giáo dục nhận định, cơ cấu điểm 10 năm nay lại không tập trung chủ yếu ở môn giáo dục công dân như năm 2023, mà giải ở nhiều môn khác nhau như địa lý, lịch sử và hóa học. Vì thế, điểm chuẩn đại học dự kiến sẽ tăng hơn năm ngoái ở tất cả các tổ hợp và có thể tăng từ một điểm trở lên. Các trường đại học bắt đầu kế hoạch tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp. Điểm chuẩn để vào trường sẽ có thể nhỉnh hơn các năm trước. Do vậy là các bạn sẽ cần phải có một cái chiến lược rất là tốt để có thể lựa chọn được đúng ngôi trường và đúng chuyên ngành các bạn mong muốn. Để vào được trường Đại học Anh Quốc Việt Nam thì các em cần phải lưu ý là điểm số tổ hợp 6 môn của các em phải từ 8 chấm trở lên, cộng với cả trình độ tiếng Anh phù hợp tương đương với IELTS 6.0. Thì đây là cái cơ hội để các em có thể có những suất học bổng ở tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Hiện có khoảng 100 cơ sở giáo dục đại học thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện đủ. Thí sinh lưu ý đừng quên đăng ký các nguyện vọng lên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hợp thức hóa tất cả mong muốn của mình. Thời gian bắt đầu đăng ký nguyện vọng từ ngày mai 18 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7, không giới hạn số lần điều chỉnh nguyện vọng.